minibus. Không chơi với ổ cắm điện. Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà quà vặt. Các bạn muốn ăn gì? Wow, kem ạ, kem ạ. Wow, mình cũng muốn ăn kem nữa. Kem của bạn đây. Sô-cô-la. Có ngay. Xin hãy. Ồ, có chuyện gì thế? Hả? Sô-cô-la, sô-cô-la. Hả? Bánh sô-cô-la của bạn đây. Cứu với. Robot biến cháu thành sô-cô-la rồi. Việt quất, Việt quất. Việt quất đã sẵn sàng rồi. Thật tồi tệ. Cốc thì cần phải được đổ đầy nước ép quả. Nước ép hoa quả ngon lành đã sẵn sàng rồi. Có chuyện gì vậy? Bánh vào siêu cấp. Cứu tôi. Cô rắn hoa, sao lại có người biến cô thành bánh vòng thế này? Cảnh sát trưởng Labrador, con robot của ngôi nhà quà vặt gặp vấn đề gì đó rồi. Chúng ta mau đi kiểm tra xem. Cứu bọn cháu. Không, nó biến họ thành đồ ăn rồi. Xúc xích, xúc xích. Đừng có đuổi theo tôi mà. Dobby, hãy thu hút sự chú ý của con robot. Pavilion, hãy mau chóng giải cứu mọi người. Ê, robot, nhìn ta này. Lên 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 lên, nhanh lên. Mau biến ta thành xúc xích đi này. Xúc xích, xúc xích. À, nào đến kia. Ê, tới đây nào. Ôi, không chạy thôi. Chúng ta ăn rồi. Ôi trời, nó nhanh quá. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi có ý này, hãy mau chóng chạy vòng quanh con robot. Dâu tây, xoài bơ, bánh hoa quả, bánh hoa quả. Cuối cùng thì cũng hết rồi. Con robot bán đồ ăn bị làm sao thế ạ? Papillon, mau kiểm tra xem. Mạch của nó đã bị chập. Bảo sao nó lại hỏng hóc nặng như vậy? Chúng ta kiểm tra cửa hàng xem. Ổ cắm sạc của con robot bị cháy rồi. Ôi không, phía bên kia có mùi cháy. Ở đây nhá, để bọn chú đi kiểm tra. Cúi xuống. Ôi không, có chuyện gì vậy? Nhìn kia, tay của con khủng long đang chọc vào ổ cắm điện. Đây chính là lý do khiến cho con robot bán hàng và các ổ điện khác bị chập. Chúng ta phải ngắt điện ngay. Ở đằng kia. Để tôi làm cho. Phát hiện xa rác. Đi, ta không phải là rác. Cẩn thận phía sau. Ngắt điện.
Bố con, cháu phải luôn tránh xa ổ điện nhớ chưa? Cháu nhớ rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, ổ cắm điện là một vật rất nguy hiểm mà các bạn không bao giờ được động vào. Nếu chạm vào, các bạn có thể bị thương nặng do bị giật điện. Vì vậy, nếu muốn sử dụng các vật dụng điện, hãy nhờ người lớn giúp đỡ nhé. Hãy ghi nhớ điều này. Cẩn thận với người lạ. Ủa, bà ơi, bà không sao chứ? Chân tôi đau quá. Cháu giúp bà tới bệnh viện được không cháu Hiếu? Cháu xin lỗi, ba mẹ nói là cháu không được đi với người lạ. Xin cháu giúp bà đi mà. Để cháu gọi người lớn đến giúp bà nhá. Thằng bé này thông minh thật đấy. Mình phải tìm đứa khác mới được. Ôi chân tôi đau quá. Bà gấu mèo ơi, bà có sao không? Cháu yêu, giúp bà đến bệnh viện có được không? Tất nhiên là được ạ. Cháu thật tốt bụng quá nào. Ta đi nào. Ôi không, mình phải gọi ngay cho cảnh sát trưởng Labrador. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Đừng lo, chú sẽ tới đó ngay. Họ đi đường nào? Đường kia. Đi nào. Thôi được rồi, đi nào. Dừng lại. Nhanh lên cháu. Đứng lại ngay. Không được cử động. Hả? Ba ơi, ba ơi. Chú cảnh sát, chú làm cái gì thế hả? Chúng tôi đang đi tìm nhà vệ sinh mà. Hả? Sao cơ? Nhà vệ sinh á? Mùi gì vậy? Tôi biết mùi nhà vệ sinh đấy. Ngoài ra còn có mùi khác nữa. Bánh quy. Là bánh quy của mèo con. Nếu chúng ta theo dấu vết này, chúng ta sẽ tìm thấy họ. Đi nào. Đường này, chúng ta sắp tới nơi rồi. Bà cứu mèo ơi, chúng ta có đi đúng đường không đi ạ? Đúng mà, cứ đi theo ta. Cháu không muốn đi nữa đâu. Cháu không muốn à? Nhưng cháu đã hứa sẽ giúp ta mà. Là người xấu. Dĩ nhiên là đúng rồi. Dừng lại. Cảnh sát. Cháu có sao không? Đứng lại ngay. Đứng lại. Hắn ta đâu rồi nhỉ? Người không bao giờ bắt được ta đâu. Hẹn gặp lại sau nhé.
Chào anh. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người lớn nhờ sự giúp đỡ của các bạn cần phải cẩn thận. Vì nếu đúng là người lớn gặp rắc rối, họ sẽ không bao giờ nhờ sự giúp đỡ từ trẻ con, vì trẻ con yếu đuối hơn họ rất nhiều. Vì vậy, nếu có người lớn cần sự giúp đỡ, hãy lập tức báo cho ba mẹ hoặc đồn cảnh sát gần nhất. Quái vật gặm gặm. Wow, cây nấm này thật là đẹp quá đi. Chắc chắn nó sẽ rất ngon cho mà xem. Đi nhỏ ơi, đi về thôi. Để giờ ăn rồi. Tớ tới đây. Ngon quá đi. Tớ muốn ăn thêm nấm. Cảnh sát trưởng Labrador, Hải Lý Ngọ đã bị biến thành quái vật rồi. Cậu ấy lại còn cắn hoa bọn cháu nữa. Đáng sợ lắm hả? Cậu ấy cắn mạnh vậy sao? Có chuyện rồi Dobby. Chúng ta phải đi tìm Hải Lý nhỏ ngay. Được thôi. Với chiếc gối này, mông của tôi sẽ được an toàn. Cậu bé đâu rồi nhỉ? Trong bụi cây, đi nào. Kia là Hải Ly nhỏ. Hải Ly nhỏ. Cậu bé đang gặp vấn đề. Này Hải Ly nhỏ. Này Hải Ly nhỏ. Sao lại là chú nữa? Cẩn thận đây. Dobby, chúng ta leo lên cây ngay. Nấm, cây nấm khổng lồ. Nấm ư? Sao cậu bé lại bảo con bướm là cây nấm được nhỉ? Hả? Cái gì kia? Không thể nào. Đây là dấu răng của Hải Ly nhỏ. Tôi hiểu rồi. Hải Ly nhỏ đã bị ngộ độc nấm độc. Cho nên cậu bé mới hành động lạ như vậy. Bị ngộ độc á? Vậy trong mắt cậu bé, hai chúng ta là hai cây nấm khổng lồ phải không? Chúng ta cần phải mang cậu bé đến bệnh viện ngay. Nấm, nấm ngon. Cậu ấy kia kìa. Nấm, nấm ngon ngon. Quay lại đây Hải Ly nhỏ. Quay lại đây. Quay lại đây nào. Nấm ngon.
Tuyệt hả? Cậu bé thật sự nghĩ chúng ta là hai cây nấm. Tiếp tục đi. Không, 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 không. Bên này, bên này. Ủa? Nấm, nấm ngon. Bên này, bên này. Nấm, nấm ngon, ngon. Hải Ly nhỏ. Nấm ngon. Nhanh, tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn phải luôn coi chừng nấm mọc hoang trong tự nhiên. Chúng có thể trông rất màu sắc và đẹp mắt, nhưng chúng cũng rất nguy hiểm vì nấm thường đều có độc. Không được hái hoặc ăn chúng nhé. Hãy nhớ thật kỹ bài học hôm nay. Không được chơi với sâu bướm. Hả? Ồ, là một con sâu bướm. Trông thú vị ghê. Có sâu. Hả? Sao mọi người lại sợ sâu nhỉ? Cảnh sát trưởng Labrador, ở trong hồ có rất nhiều sâu bướm, cháu sợ sâu lắm. Con sâu, con sâu kìa, ở đằng kia. Đi nào. Đằng kia kìa. Này. Rồi. Rồi nhỏ, cháu có làm sao không? Hả? Cháu ngứa quá. Cháu, cháu cảm thấy có con gì đấy ở trong mai của cháu. Lại là sâu bướm nữa sao? Cổ của cháu. Tôi đã chữa xong rồi. Anh sẽ cảm thấy đỡ hơn ngay thôi. Sâu bướm chỉ có thể sống ở trên cây. Chúng không thể tự chạy xuống khỏi cây và bò lung tung như thế này, trừ khi có ai đó đã bắt chúng xuống. Ồ, cháu nhớ ra rồi. Sáng nay lúc cháu đang tập thái cực quyền, cháu thấy sói nhỏ đang bắt sâu ở trong bụi cây ạ. Sói con chắc hẳn đã bắt sâu để dọa mọi người. Chúng ta phải ngăn lại ngay. Trêu mọi người bằng sâu thật là vui. Chúng ta tiến lên nào, quân đoàn sâu của ta. Sao tự nhiên lại ngứa đấy nhở? Ơi, nó càng ngày càng nặng hơn. Ôi không, mình bị ngứa khắp người rồi. Sâu tránh xa ta ra. Tránh xa ta ra, cứu cháu với. Là sói con. Cứu với. Đi nào.
Tránh xa ta ra, tránh xa ta ra. Ở đây có nhiều sâu quá. Sâu bướm ở khắp mọi nơi. Cẩn thận đấy. Chúng ta đi nào. Được thôi. Cứu, cứu cháu với. Hãy mau ra khỏi đây. Này, này, này. Tôi có ý này. Siêu lốc xoáy. Ôi, cậu bé đáng thương. Cháu sẽ không bao giờ chạm vào sâu nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, có một số loài sâu và bọ có chất độc. Nếu chúng cắn bạn, vết cắn có thể trở nên sưng đỏ, bị ngứa và thậm chí có thể tệ hơn. Hãy nhớ, không được chạm hoặc chơi với các loài sâu và bọ. Và nếu chẳng may có một con bọ chạm vào bạn, đừng cầm nó bằng tay không. Hãy nhẹ nhàng bỏ nó ra khỏi người bằng dụng cụ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Tiếng động lạ trong lòng đất. Wow, quái vật lớn đến đây. Con yêu ơi. Là ba. Cho con ở trong này hả con yêu? Cổ, con lại chơi trong nhà vệ sinh có đúng không? Không, con có chơi đâu. Đi nào, đến giờ đi ngủ rồi. Ai mà lại đến vào cái giờ này vậy? Có chuyện gì vậy? Có ma trong tòa nhà. Trên đời này làm gì có ma? Dobby, chúng ta đi nào. Gia đình nhà cháu chẳng vui chút nào đâu nha. Xin lỗi, chúng tôi không cố tình dọa mọi người. Có tiếng động trong nhà và chúng tôi đã rất hoảng sợ. Chuyện tiếng đó đi ạ. Dobby, đi nào. Đây là nhà cháu. Chúng ta vào trong xem. Ở đằng kia. Nó phát ra từ đây. Và đây. Tiếng động đang di chuyển hả? Tôi tìm thấy rồi. Mùi gì ghê vậy?
như tiếng động phát ra từ trong đường ống. Woof, Papillon nghe. Papillon, chúng tôi cần cô trợ giúp. Đã rõ. Papillon, luôn tìm ra cách. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được cho các anh? Có cái gì đó ở trong ống nước. Chúng tôi cần cô tìm ra giúp. Đã rõ. Hãy xem bác sĩ nhỏ của tôi đây. Bác sĩ nhỏ không hề sợ những công việc khó khăn nhất. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Có nhiều thứ bị kẹt trong đường ống quá. Nhìn kìa, có thứ gì đó đang di chuyển. Đi theo nó. Không vấn đề gì. Sao nó lại ở trong đó được? Con xin lỗi, con đã thả nó xuống bồn cầu để chơi ạ. Ôi trời ơi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, bồn cầu không phải là đồ chơi. Bồn cầu được kết nối với hệ thống cống ngầm và có rất nhiều chất bẩn ở trong các đường ống. Vì vậy, không được chơi với nước trong bồn cầu và không được bỏ giấy vào trong bồn cầu. Nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không được chơi với dụng cụ chữa cháy. Hả? Hãy mau tới đó nào. Thơm quá đi mất. Khoai tây lốc xoáy ngon tuyệt đây. Wow. Mọi người đây. Ôi, mùi gì vậy? Hả? Cái đuôi của tôi. Mau lấy bình cứu hỏa. Nó đâu rồi? Cứu tôi với. Tôi tới đây. Thật may quá. Mong tôi suýt nữa bị đốt cháy rồi. Thật là nguy hiểm khi anh không có bình cứu hỏa. Ai đó đã lấy nó đi mất rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp tôi tìm ra nó. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không phá được. Dấu tay trẻ con. Ở đây có một dấu tay nhỏ hơn nữa.
Hả? Trên tường có gì kia? Vết sử dụng bình cứu hỏa. Nó có cả trên quả bóng bay kia nữa kìa. Hả? Bình cứu hỏa tự bay mất à? Không, tôi nghĩ là có đứa bé nào đấy đã lấy chúng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn trẻ. Ừ, để tôi đi kiểm tra. Bọn trẻ đi hướng kia. Gió ở đây to quá. Có chuyện gì vậy? Dobby! Cứu tôi với! Cho qua! Xin cho tôi qua! Dobby! Bám chặt vào! Tôi tìm thấy bọn trẻ rồi. Dobby, tôi thấy mấy đứa trẻ nhà khỉ nghịch bình cứu hỏa đằng kia kìa. Chúng đi hướng đó. Thật nguy hiểm quá. Chúng ta phải ngăn bọn trẻ lại ngay. Như thế nào mới là tuyệt không? Xem chị đây này. Dừng lại, nó nguy hiểm lắm. Mắt của em. Ôi không. Ôi không, Dobby, mau chóng lấy bình cứu hỏa đó. Hãy để tôi. Cứu tôi với. Cẩn thận. Bám chặt vào. Bắt được rồi. Không gì có thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Chúng ta phải mau chóng mang cậu bé đến bệnh viện ngay. Bọn cháu sẽ không bao giờ chơi với bình cứu hỏa nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, di chuyển hoặc gây hại đến các thiết bị chữa cháy là vi phạm pháp luật. Vì vậy, chúng ta không được chơi với bình cứu hỏa. Nếu gần khu vực xảy ra hỏa hoạn không có bình cứu hỏa, chúng ta không thể kiểm soát được lửa và gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu chúng ta sử dụng bình cứu hỏa không đúng cách, các bạn có thể gây tổn hại đến bản thân và những người xung quanh. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Bảo mật thông tin cá nhân. Con yêu, nhìn đây nào. Nhìn con đáng yêu quá. Để mẹ up ảnh con lên mạng nhé. Vâng ạ. Giờ chúng ta sẽ có thật nhiều like đúng không mẹ? Một bức ảnh mới. Cô ấy rất thích up ảnh lên mạng. Thật dễ dàng để đánh cắp thông tin cá nhân của họ. Mẹ ơi, con thích ăn bánh bông. Được thôi, để mẹ đi mua cho con một cái nhé. Ở yên đây đợi mẹ, nhớ chưa? Vâng ạ. Cuối cùng cũng đi. Cơ hội của mình đây rồi. Chào cháu, đi con.
Chú là ai vậy ạ? Chú là bạn của mẹ cháu. Mẹ cháu nhờ chú dẫn ra chỗ mẹ đấy. Nhưng cháu không quen chú. Mẹ cháu kể cho chú nghe rất nhiều về cháu đấy. Cháu năm nay 4 tuổi và đang học trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương đúng không nào? Thế mẹ cháu còn nói về chú cháu thích gì nhất không ạ? Để chú nhớ lại đã. À đây rồi. Chú nhớ chứ, cháu thích trèo cây và thích những công chúa nữa. Ôi đau quá. Chúng ta hãy cùng đi ra đằng kia với mẹ cháu nào. Con yêu, nhìn xem mẹ mua cho con nhiều bánh bỏng lắm. Hả? Con bé đi đâu rồi? Hả? Hả? Con ơi, con đâu rồi? Hả? Chúng ta đi nào. Kỳ mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi mất tích rồi. Nó vừa mới chơi ở đây một phút trước thôi mà. Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp chị tìm ra cháu bé. Chú Táo ơi, sao chúng ta đi xa vậy ạ? Yên lặng nào, đi theo ta nha. Cháu không muốn đi nữa. Ông đang làm gì thế? Mau buông đứa bé ra. Không, tôi đang nhắc cháu nó là đến giờ về nhà rồi mà. Anh là cáo, cô bé là khỉ. Tôi không nghĩ hai người là một gia đình đâu. Chú ấy. Tôi là bạn của mẹ cháu bé mà. Ở đây này. May mà mình đã chuẩn bị từ trước. Là vậy thật sao? Châu nhỏ nhà tôi thỉnh thoảng cũng bướng bỉnh như vậy đó. Mình phải đi ra ngoài khỏi đây. Kêu cháu với. Ôi, xe của tôi. Anh chị có thấy khỉ chị ở quanh đây không? Xin lỗi, anh có tình cờ thấy khỉ chị không? Ý anh là đứa bé trong ảnh này phải không? Hả? Sao anh lại có bức ảnh gia đình này? Lạ thật, sao lại có anh cáo ở trong ảnh này chứ? Anh cáo đưa tôi bức ảnh này, anh ấy nói anh ấy là bạn của chị. Hả cái gì? Tôi còn không biết anh ấy. Tôi nghĩ anh cáo đã sử dụng những thông tin và hình ảnh chị up lên mạng để bắt cóc khỉ chị. Bất kỳ vụ án nào cũng để lại manh mối. Xin chào, Papillon nghe đây. Papillon, anh cáo đã bắt cóc khỉ chị. Chúng tôi cần bạn giúp tìm vị trí của họ. Đã rõ. Không có chỗ nào để trốn đâu cáo. Hãy xuất hiện đi. Xin lỗi, tôi nhầm người. Gửi vị trí đến chỗ các anh đây. Nhận được rồi. Hướng này. Cháu muốn về nhà. Dừng xe lại ngay. Cảnh sát ư? Anh nghĩ anh có thể bắt được tôi ư? Chúng ta hãy đi đường tắt để chặn đầu hắn. Được. Khỉ chị. Cảnh sát trưởng Labrador. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được đăng tải những hình ảnh hay thông tin cá nhân của mình lên mạng Internet. Người xấu có thể lợi dụng những thông tin này. Hãy nhắc nhở cả ba mẹ mình điều này nữa nhé.